bên trên kia cái nữa. Còn phân tới luôn, cứ phân hạ xuống đây, phân tới. Dàn chân nó bắt buộc vô cái nữa. Cái chân này trong chân chì nè, coi đây đứt không, coi đứt không, tới chân kia chưa, ở con tay coi, đừng dùng này vô không. Nè chân chì tôi đứt cái này gì nữa không đứt. Rồi dùng cưa cho người ta, buông tay vô trong đây. Thank you.
lại. Cá giờ quá không? Cá ngừ nè.
xe dính cái ngừ đó thì cha em bắt ốp chiên kiểu như đường, bột ngọt, nước mắm, chia tỏi, tiêu. Chi chặt bi đao à. Mười một giờ rồi, mười giờ gì chú ăn? Giờ này 11 giờ ăn cơm xong chắc có lẽ là nghỉ ngơi được nửa tiếng rồi trưa mình làm tiếp. Ở nhà nhìn thấy cây cầu bay không? Đang nằm trình đình đợi mấy anh em đó. Phải mua cái gì cúng cây cầu mới được chú bay. Chiều còn bánh gì không Nam? Bánh nó xui lạ cái miệng con nó nói nó chắc vậy. Chiều con lấy bánh ra cúng nha. Cúng cây cầu bay nữa mới được. Cầu bay làm không con ngày vậy vậy? Có mấy ông lặng ở dưới đó. Dây đường dưới sao nè, rồi kéo dây bánh luôn, đúng là gầm tháng 7 xui quá. Ra đi thêm một cây cầu lết nữa cả nhà ơi, 3 ngày 4 cây cầu. Ai đâu mà chịu nổi, đừng đừng nè con, để Nguyên đi, em Nguyên cho em kém. Ra đi một cây cầu lết, buổi sáng thì cây cầu bay, nhất trưa cây cầu lết, đúng là đời. Hết cây cầu lết, tới cây cầu bay nữa rồi cả nhà. Nói chung là bữa nay mấy anh em là tới chuyện hoài luôn.
qua chặn này là rồi luôn đó. Đây là tua rồi, trai chứ. Còn gì nữa đâu. Còn khăn thôi. Cậu ơi, cậu bay ra sở nữa nè. Sáng nó gách với gói chì lum chứ. Chú ba còn khỏe chứ nha. Không mệt chứ lắm rồi. Mệt hả? Ồ, mắt sẽ trắng giờ chứ kìa. Trắng giờ rồi đó. Không giận chứ sao tiếp nhất. Bữa nay mình phải không có cào luôn á nha. Giá trưa này neo luôn rồi. Không có neo mà thả trôi. Cào lết lên mui rồi đưa cái cào bay kéo rồi luôn nha. Chú ơi, cái nói chung cho cả nhà là biết là cào lết là bây giờ là không có đường cứu nữa. Bỏ luôn, xả bỏ. Hello, hello cả nhà. Nam ơi, Nam. Nam mày, đem gỗ kim xuống làm gì hả? Đem gỗ nào kim xuống làm gì hả? Cái gì? Trời ơi, nó xô le lum chứ buộc vậy, nó có phải ngay đâu buộc. Ngay đâu? Cắt đi đại á. Nhà hỏi cái cào hết tùm lum hết trơn thì sao mình giá được. Cái nhà nói sao cào bớt nó mua sao được. Căng ra mặt, căng lưỡi ra cho. Rồi ok. Rồi nhập vô đi, nhập vô đi. Hả? Cái gì? Ngay vậy cho bấm vậy. Đầu đường. Mặt lưới tôi keo rồi. Chú bà. Đang quay đó chú bà. Qua đồ a đồ vậy đó hả? Rồi nhập đi chơi. Nhập đi. Người ba người luôn rồi. Chậm đi, tối nay cho neo đi, anh em nhậu luôn à. Cái đâu rồi, đâu rồi. Ủa vô cắt sao mà mắc lứ luôn ta? Hả? Cắt kè tua nổi lên chị. Ê coi còn quay không vậy? Chết không? Tới một chuyện hoài luôn. Tới xuống rồi. Không phải đâu, nó bị chạy chân lưới á.
xong nha cả nhà. Giấc này vẫn chưa xong mà cũng không biết mấy giờ luôn. Sáng giờ đi bay quá trời cả nhà ơi. Nói chung cái cầu bay là cái cầu báo đó. Đi bay quá trời chịu hết rồi. Giờ này thì mới xong nha cả nhà. Làm thì sáng giờ giờ này mới xong cầu bay. Tại nãy có cầu cầu lết lên cái cầu lết cái gách chưa rồi, gã hàm hết trơn rồi. Bây giờ mình chuẩn bị leo đục xong rồi mình bố cầu bay luôn nha. Tí nữa thì sẽ có tàu lướt đá lại sấy đá luôn, sang ngoài biển luôn. Hết đá là sấy đá ngoài biển luôn à. Cơm đừng khuya. Thường ngày thì mình ăn ba cử ra, tới cái đụng chuyện mình có ăn có hai cử à. Phải không? Sáng giờ ăn hai cử không? Sáng giờ tôi mới có 1 cử rồi đấy ơi. Ừ. Hai cử. Hai cử. Rồi mình ăn ba, mình ăn hủ tiếu nữa. Mì nữa. Không. Có mẹ nó có nói nó cũng bị giờ thấy không? Gục gục chứ ba. Ngủ. Ngủ hả? Vô ngủ nghe, đừng có bấm tội nha. Ngủ. Dễ già. Ngủ. Ờ đây rồi con Khanh nha, thấy chú ba bấm tội đang quay vô à. Nam ngủ rồi bấm tội. Con bấm tội. Vậy. Có hỏi. Ngủ ngủ ngơi gì đó nha. Có hỏi à. Tối nay ăn canh chua cá mú nha. Cá mú con cành cành luôn nè. Con này cũng có ký mấy á. Sớm mày cũng ok rồi. Tao làm nó có tiền. Ủa chi? Có tiền không? Làm như thấy không có tiền đó. Thấy neo không có tiền bạc gì. Ừ, tao làm tao giả có tiền đó. Người ta tăng ca có tiền mà mình tăng ca thì giật tiền lại đó. Giờ này ăn thấy mấy anh em ăn cơm rất là ngon. Nó có cá luộc nữa kìa. Cá phiến luộc nữa kìa. Cá này cái gì vậy? Gì? Cái này cái gì vậy? Mú rồi mày. Cái mú à, cái này cái gì vậy anh? Ủa, cái này cái gì lão vậy? Mú rồi mày. Cái mú không à? Ủa, cái này là con cây gì? Cái bắt kiến em ơi. Ủa, con mày không này. Đây là chú bự. Cái ngát nữa. Review con ngát rồi chú bự. Review con khác rồi, tối review con ngát rồi. Muối mặn ăn nó không ngát. Cái cò là ngát quá. Cái ngát thôi thôi. Đổ rồi mà cạo giả 4-5 bội nha, đổ lên. Cá mú nấu dạ. Ăn chua nha cả nhà. Gấp quần tay luôn á chứ không phải cá nhập ăn cá nhỏ. Hơi bị nặng mấy con khúc rồi, hơi bị cá này nặng. Mình ăn kia vô cá hợi đúng rồi. Ký 70 ngàn nữa. Ê cá ngừ. Cá ngừ kho nữa. Cá ngừ đi, ngồi đi. Ăn chưa gãi lắm nha. Ngồi đi anh Minh. Ủa dạ hả? Dạ. Chung là mấy anh em làm đói bụng nên ăn cơm rất là ngon miệng. Dựng ba thấy gầu vậy trời. Đổ đổ rồi quyết qua đi lên. Đây là đuôi cá nhám nè. Kỳ á. Gì đó. Bữa nào làm đây? Nào. Dạ rồi. Dẹt à. Cào ra. Cần gì bầm. Bỏ vô xào là nó dốc ra hên nè ông ơi. Cái nhám mà làm nó mà bầm. Quên nó bầm cái nhỏ xào mà chích nó cho nên nó quên lại quên. Cái gì? Bầm gì tao lóc mới thịt ra. Tao lóc mà tao xương á, tao lại tao xương giống luôn. Vậy? Để sụm mà, nó bầm cái sụm á. Tao để xương ngon. Chịt quá tương luôn. Tao bỏ lại.
cơm thôi. Chú Ba chưa hết chén cơm, chú Ba đang yếu gì chú Ba? Thường đi thấy đi vòng chú Ba hết nửa chén rồi đó. Bữa nay khỏe quá, hết lại. Ăn cơm xong rồi bây giờ chiếc ghe nước đá chạy ra ngoài biển xây nước đá luôn nha cả nhà. Hiện tại thì đang bủa cầu bay luôn, đang chạy cầu bay luôn. Rồi chiếc chỗ đá ở trong phú quốc đó, chạy ra đây để về xây đá luôn, tại vì giờ cũng gần hết nước đá rồi. Đó, anh em đang chuẩn bị xây. Giờ này thì mấy anh em nó chưa ngủ ghê gì nữa nè, sáng giờ chưa chế bố nữa, giờ còn bấm điện thoại nữa, tại giờ cũng đang ở gần gần đảo nên có mạng.